Bắt gặp chim sâu đang đi lang thang, bán từng tờ vé số sau khi bị chồng đã cho ra khỏi nhà. Cuộc sống của chim sâu cơ cực lắm đúng không? Bởi vậy khổ quá, chim sâu làm nhẹ cái đùi gà cho tinh thần nó sảng khoái, để có sức khỏe thật là tốt để đi mưu sinh qua ngày. Và bất ngờ hơn khi gặp cái chỗ ngủ của chim sâu, một mình cô độc trên chiếc võng giữa màn đêm. Và câu chuyện này nó như thế nào? Vinh mời quý cô chú anh chị cùng xem video để tìm hiểu ạ. Nói cho mấy anh mấy chú nghe coi sao mặt buồn quá vậy, sao đang lớn rồi là bấy giấy số này là bán được không vậy sao? Ngày bán được nhiêu tờ sao? Đủ ăn không? Ừ, bữa nay nói chuyện buồn dữ thần luôn rồi nè, thấy buồn quá trời luôn. Không, cháu ngồi, nó bị cầm nó khóc một sáng giờ, không ăn uống gì chân. Bây giờ ăn uống rồi, nói là ăn gì con, ăn gì là ăn uống thuốc vô, giờ bệnh nên cũng bệnh. Lạnh không? Buồn lắm, lấy đâu mà cười vậy? Vui. Chớ mẹ chồng khóc hay gì? Không phải. Lý do gì nói coi nghe coi. Không quay lấy lên nhà quay vào. Lấy lên chồng nói chuyện với con rồi. Quay với con rồi. Nói gì nữa? Thôi mà Mỹ quay cái chuyện đi. Để luôn ở nhà chợ anh. Hai đồng ơi, chúng mà sống bên nhau. Vui vẻ. Vui sao mà mẹ hả không có thương sâu nữa vậy? Nữa vậy đó, bữa năm đó, bữa năm luôn. Năm hả? Lý do làm sao? Có làm mà mẹ buồn không? Không có làm mẹ chồng buồn không? À, vậy có cần mua, dạ em mua giờ mua cũng gần đây, cũng giờ ở cũng gần cái to mà ở đây mà quen với con, không thấp. Ủa mà hiện tại là bây giờ không ngủ đâu vậy con? Ngủ ngoài đường vậy nè, mưa vậy cái luôn mình nói lại ở nhà nè, mưa cần ngủ bụi luôn á, biết cỡ nào trời cần ngủ bụi vẫn cố sống qua ngày trời ơi, nói vậy trời ơi thì ngủ dài sao ngủ bình an đấy, gì ngủ dài cái gì ngủ mình đậu, ngủ dài bữa ẩm không? Bữa đầu ngủ giống ngay có hai bán rồi. Còn lòng nó có xuống không? Xuống mới thầy không, giật tối nó có xuống không? Có 9 giờ xuống lại giật tối là nó xuống ngủ với chim sâu phải không? Ủa, ngủ đâu ngủ với mẹ anh. Ủa vậy là tức là giật tối xuống với chim sâu thôi nhưng mà một hồi về hả? Phật ơi trời ơi tội nghiệp chứ vậy. Bữa nay nó là mấy bữa chim sâu? Em mở 3 bữa. Vậy là 3 bữa mẹ chồng đuổi đi 3 bữa rồi. Bữa là em đi mưa máy tháng 5 mà. Phật ơi. Chuyện này là thấy bà vợ chồng có giận dữ lắm đó. Chuyện này chắc ở ngoài đường thiệt luôn rồi, không có về được rồi. Mà bây giờ cho hỏi nè, là mình có gây lộn hay có cự gì với mẹ chồng không mà sao mà mẹ chồng giận dữ vậy? Lấy gần nè. Ở kia em cũng phòng á. Ở đâu ơi. Cái gì? Vậy là em vậy luôn hả? Ờ thầy kia luôn đó. Bạc ơi. Em á, em được thật cái này dạy rồi. Ủa em có thật luôn. Mà má hay là sâu? Mà ai giao trước? Bà mẹ á. Ai trước? Em ngồi trong phòng á. Rồi sao? Đâu á, còn gì nào á. Làm gì phải làm á. Ai nói vậy? Con tèo vô khỏi mấy ngày cậu ở nè, hai trăm ở nè. Ủa mà hồi lúc vậy đó Phụng có né không? Gì? Phụng có né không? Né đâu, nói gì nữa, bây giờ bớt hay luôn rồi. Bớt hay luôn rồi, nói gì nữa. Cũng dám đâu, mẹ lại nói Phụng lại ai động tay qua chỗ.
không có độc đâu. Mẹ mới nói với anh Thông nè, nói là hả là bụng bụng á. Đâu độc đó, đâu độc đó. Ai đó, ai đó. Bà con là ở sáu cả. Còn mà không, không liệu lại không liệu. Nãy là nãy giờ tôi nãy mù gà, không mù gà ăn nữa, biết cỡ nào không? Có con ăn con cà, có con ăn con cà, có con ăn quả ăn bà, mua 5.000 con mà con chồng mình á, con chồng mình nói ăn con nước liệu uống thuốc vô, rồi bây giờ lo lắng mình thôi, nói vợ đi, nhớ đâu, ra vợ vợ được. Bây giờ nè, mới hỏi nè, mới nãy bà mẹ bà nói á là như chim sâu cũng có có phần thấy động tay động chân, động tay động chân trước á, là như có trong trong túi á, như có bộ kia đúng không, 52 lá có không, mới nãy mẹ nói kìa, bộ bài ông ta không có không, bộ bài ông ta ấy em có lại luôn kia kìa, vậy mà mẹ nói phụng để trong vỏ có đâu, bộ bài ông ta em có đâu, bà có để vỏ không, dạ không có vỏ, mẹ thấy để vỏ kìa, không có được tài không ta, mua giữ dầm thì bán có, tại sao không giải thích cho mẹ hay, mẹ hiểu em bây giờ lại bán có cực khổ lợn nhiêu vậy à, bao liền á thôi xuống đi, thường cản câu cái liền á, nói là hết thằng đó thôi, không luôn quấn luôn quay vậy gọi gì đâu, gọi gì đâu, không không biết là dừng lên chút coi tép tém là bây giờ sao kể tép coi bây giờ kể tép coi giờ nói mẹ em giờ kể bỏ ở lại đi, giờ muốn kêu con cô sống qua ngày cũng cũng nhà cọ con cô nằm chờ con cô 500 hai người 700 không có tiền lắm, bây giờ là mình quyết định là mình không ở với mẹ chồng nữa sao, thầy tao lưỡi rồi ơi, bà nói luôn còn gì nữa, cái gì nữa Thảo, là quyết định là cỡ nào đây, không phải nhà nữa, tại có phụ này là nhà, có ông phụ này là phải làm lần như vậy, trời ơi có mà lúc ông quen tôi nè, à, cái nhà có hai cầm tôi, ông quen ai cầm tôi đâu, mà cái nhà đó là nhà của ai, nhà của ông Phụng hay nhà của nhà của ông Phụng á, ai cả nha, thì mình nói luôn nè, là đang quay cái này nè, là mẹ của Long á cũng có xem đó, rồi hả nó sai là mẹ sẽ bị giận, thôi khỏi đây này, bây giờ nó giả hơn, bây giờ nó buồn đi, nó giả hơn, nó bị giận nó không nổi rồi, nó giả hơn, nó giả chơi kìa, khóc luôn rồi đó, giờ không khóc rồi, cảm động dữ, mà cái này là ôi sao mà khóc không thấy muốn nước mắt ra vậy, mà luôn có khóc nào khóc rồi, có rồi nhớ cái chồng nó, cái chồng có uống cuốn đó, rồi hổng nhà bà ngủ ở đâu, ngủ uống đó kìa, ngủ bụi luôn á, ai sao ơi, mẹ thấy khóc cảm động quá, khóc nữa hay sao, khóc không về nhà tắm ngủ rồi sao, có là cáo không được đâu, mẹ ở là ở được, có người cho cơm mà, mình mua 5.000 cơm mà 5.000 cơm thôi, mua gà, giờ có nhà có cơm mà mua gà không á, mới dặn ra đó, mới dặn ra gà đó. Ấy à, bây giờ cái gì gà kem 20.000 kem đi, để bán số lắm mình nói luôn rồi. Rồi ngủ với cái chạy hay vậy? Chạy rồi có cửa gì không? Có giọng không nè. Không có giọng không mà. Rồi đồ đạc sao thay? Có, ba bộ lên cần em anh em đưa. Lòng đem số hay vậy? Có, em có cắm luôn rồi. Có cơ bông người đặt hàng ngoài cái rồi, có. Ồ mặt ồ. Rồi hôm nay bán bao nhiêu tờ? Có được cờ là đủ sống qua ngày thôi. Đủ sống qua ngày không? Càng không có ăn được đâu. Tôi được 1.500.000 rồi. Tôi được hết nhiêu ạ? Mắc mớ tôi hỏi bà nhẹ nhàng, bà trả lời tôi thiết ra vậy? Không, bây giờ là khuyên Phụng ơi, đi về với mẹ đi. Không bây giờ quyết định, bà nói gì mà cho bà nói, quyết định nó không về, mình nói thật lòng, thôi ra giới. Nhưng mà Phụng là con gái. Còn gái thì gái cơ. Phụng đi ra đường rồi nhiều khi hả là không có tốt cho Phụng đâu. Vì sao? Ta với Phụng không giữ thế nào. Nhưng mà gặp 2-3 thằng rồi sao? Dân hội này bắn đi cậu, tôi cậu cái rồi dân hội lắm, dân hội lắm, dân ác tôi dân hội lắm á. Rồi, dân ác, dân hội lắm á.
Mà ở đây à, ăn lông nước lụng nè, ăn lông nước lụng. Không cần lo cho Phụng cái chuyện mà Phụng đi ở ngoài luôn ha. Không cần lo. Rồi, nói dạ, bây giờ Phụng ra ngoài rồi nha. Giờ đừng nói mày cầm mới quay rồi đó. Biết rồi, quay coi clip rồi. Để sau mà coi. Bây giờ nè, bà có nhắn nhủ gì tới mẹ chồng bà không? Thôi phải, đuổi, tôi có đuổi đây giờ mệt mới lắm rồi. Đây, để vô bán số mình yên. Bán số mình yên luôn. Vậy là không cần gì nhà bán luôn ha. Bà đuổi rồi mà. Vừa vài bữa nữa có hoành lại không? Còn bác khao của nó khao bây giờ. Bây giờ ngồi. Bà đuổi rồi, quay làm gì nào quay nữa. Ví dụ, bà đang nỉ bà có gì không? Không. Không rồi ha. Có cậu ngủ hai lần ngủ sướng không? Nhưng mà bây giờ Long nó theo mẹ rồi. Thấy vợ. Thấy vợ. Vợ gì ta đang chở anh gà, Long đang chở anh gà. Không có điện rồi. Nhưng mà giấc tối á, là xuống chơi chim sâu một chút xíu, nhưng mà một hồi cũng về ngủ với nhà người ta. Biết rồi, mày ở đâu hả? Ở đâu nhớ vợ phải nhớ. Trời, ở đâu nhớ vợ phải nhớ ha. Nhớ vợ mà sao để vợ ngủ với cái trại. Dưới đây. Thôi bà nói chóc bà ơi. Bà tự bà biện minh cho bà, không cho bà mà cảm thấy bà đã buồn. Chắc bị bỏ rồi còn gì nữa. Bỏ còn vui nữa. Trời trời trời, phải không đó? Nó gào quăng hơn vợ kìa. Trời ơi. Vợ thì vợ ta ăn buồn. Tôi thấy lòng bữa nay nó mập lù kìa. Đúng rồi, nó ăn quá ăn rồi. Nó ăn quá ăn. Bào dữ lắm không? Ê, nói nghe nè, rồi bà đi, bà không lo lên nữa, lòng có bạn gái mới hả? Coi mẹ đây, coi không? Từ từ bà nhớ nghe, nói cho kỹ nghe. Tôi nói rồi. Rồi đến nữa, ổng mà chở em này em kia, đừng lên chảnh kiếm người ta nghe. Theo heo ơi, vợ chỉ nhỏ. Hôm bữa nãy là thấy con Trinh vậy nó có ghế nhà. Trinh nó có cái nhà nữa. Biết Trinh không? Ừ. Nó để ý lòng lâu lắm rồi nè. Bữa hổm nó cũng khen lòng đẹp trai. Ừ. Bà hôm nữa hôm đây. Ai nói vậy? Trời ơi, bà đặt cho trời kìa. Nhìn lại cái. Cừ cái. Không có cừ nổi đâu. Trời ơi, ai đi cho đi cái gì xong. Ai đi cho đi luôn ha. Nó nói chứ mình muốn đỏ đỏ. Mình với lòng đã chia tay thì không ấy mà. Có đâu, không ai lại. Đi sau. Còn ở lại mà kể gì nó có vợ bà vợ ngủ ngoài đường nè nằm ngủ vậy. Ủa rồi tối bà ngủ ở đâu? Cái đó không phải ngủ ngoài đường hả? Đường phải lấy đâu ở rồi đây nó không nhặt không cỏ trời ơi chim sâu bây giờ nó có hàng nào nó lụm nữa chứ đừng có nói không ai lụm đâu. Không hàng nào lụm đâu cộng là cộng mình trời ơi thôi mà sao nói sâu kỳ trời. Chồng động mình, không phải chồng ai chồng động mình. Bởi vậy nằm ở đó chủ yếu là có ai lụm không, mà đời nào nào lụm không? Có cộng cộng mình, không ai lụm đâu. Ừ, cũng không có ai lụm, không nào lụm chứ. Không nào lụm, không lụm. Đi nói đi khơi khơi không sợ hay sao? Có sợ gì cha? Nhỏ lớn hả? Lâu rồi. Múa dài đường quyền coi được không? Múa dài đường coi được không? Có giỏi luôn ha. Múa coi. Anh Vinh này kỳ cục quá, anh ta đang buồn rồi chứ chưa có muốn giỏ hoài. Đang rầu quá kìa. Buồn quá rồi quay lại. Quay lại. Nó đẻ quá. Quay lại. Quay lại. Con mới có buổi sáng giờ nè. Sớm giờ mới nhớ hả? Nó nói bậy, nó nói bậy đâu. Rồi bà không có nói gì, bà gặp ổng là bà phải kiếm chuyện gì vậy? Không, quay ra. Quay mẹ tôi đừng qua coi. Con nói bậy. Quay lại là quay báo có tiền không? Là bây giờ sau muốn sao là muốn quay sau á thì không được quay mẹ chồng đúng không? Quay bả mình không yên liếu, mình không yên liếu. Ý. Nói rồi. Bây giờ là trong hai vợ chồng một đúng không? À quay bả rồi quay. Vậy quay sau ha. Đừng quay tôi. Không ai có tiền quay nhậu cũng đừng á. Đâu rồi. Không thèm. Đâu. Có giận mẹ chồng không? Mẹ chồng đủ có giận không? Dạ, giận mà làm gì? Nói gì mới nói, giận gì, giận mà làm gì? Cứ bắn quát nữa, giờ giận mà làm gì? Trời ơi. Mẹ đuổi đuổi nhưng mà thương mẹ chồng thấy không? Ôi, nghiệp quá. Nói chuyện này, sao nói câu đó tự nhiên cái liếc cái giống thiệt không? Thương mẹ chồng thiệt không? Thiệt, tôi biết ai đó lại Kim Phụng á, người nó dốc á, Kim Phụng cái giống á, cao đường đúng không? Tôi có thể không dốc ai luôn. Nếu mà Phụng á thương mẹ, tại sao Phụng không có tiếc mẹ? Trời ơi, ngủ mà vẫn có mệt luôn mệt. Nói ngủ đi. Rửa cái chén cũng được vậy Phụng, tiếc mẹ. À, bà nói rồi nè. Bà nói mày đẩy đây để rửa thôi. Có đâu. Bà nói. Có hai là mình ăn đây nè. Mẹ rửa, tại mẹ rửa thôi. Mình ăn có phiếu không nổi nữa. Chim sâu mẹ chồng nói bà ngủ khi tới 4 giờ chiều nữa có không?
Thôi thôi mệt. Có không? Có luôn, ngủ từ sáng tới 4 giờ chiều. Ai rồi mắc mớ gì mà bấm điện thoại gì mà nửa đêm vậy? 5 giờ, 5 giờ nhiêu, 5 giờ ngủ rồi. Rồi 5 giờ chứ nhiêu nữa. 5 giờ sáng ngủ hay vậy? Sáng ngủ. Em ơi, cái này em khóc rồi, có cái này nhau. Thật sớm, thật sớm. Thôi mệt rồi, con khô luôn qua ngày. Thật sớm mà không đi ra ngoài cầm cây chổi này kia quét phủ cái nhà. Trời ơi, con Hùng nó nói là 5 giờ sáng nó ngủ mà 6 giờ chiều nó thức. Vậy hả? Không có rõ hết chưa. Vậy bằng đêm nè. Mẹ chồng đuổi đuổi nhưng mà vẫn thương mẹ chồng ha. Đúng rồi, mình nói rồi mà. Mình nói rồi á, nói ngày đầu ví dụ rồi đứng ngày đầu rồi bảo hỏi khai mình đúng đó, hỏi khai mình đúng nha. Cái cao nào băng nào băng ông đó, băng ông đó, băng ai băng nó băng ông của băng ai đó, nó thẳng người nhá không chứ mà có ai cầm coi rồi sập sập biết rồi băng băng ông quay ở đâu gì hai vợ chồng tôi sập sập là biết rồi sao. Cái nhà ơi, sập sập đó. Sập sập thôi đó. Rồi ông lên nhà tôi không biết cá. Sao qua đây ngồi đi sao? Không, qua đây ngồi đi. Ủa bây giờ đâu Lũ Phong? Má Hà Phong, thế giờ nào mà mãi luôn á. Má Hà Phong. Khánh Hân. Chị xấu kìa. Tại là đổ hết đường của Lũ Phong. Đâu mà chị cứ nó mờ, Mỹ nói gì vậy? Ủa vậy quá. Con cá lắm á. Vô vậy. Gà đây đi. Ơi, có người tính tiền nha. Có gì? Có người tính tiền. Để cái đồ cho nó đi. Trời ơi, nó quay ai đã? Quay nó phụ mẹ. Không em muốn đổi mà con. Con. Dạ ba lần. Em mua con nha. Ghiêu có bán của mấy anh coi. Mấy anh này là quen con à. Ủa mình với cha hả? Quán ở đâu? Cái gì? Ủa cái quán ở đâu? Đây nè. Ai à, đang hầu đó này nào con tối không dạ tôi là tại ngủ rồi cô ngủ rồi biết ở nào rồi phải nói là không dạ, sâu đang nhắc lại chỗ ngủ rồi cả nhà thấy sâu dưới đây không ngán ai chừng ta sâu nó dẫn là cái chỗ mà ngủ ngủ tuổi đâu cô nói là ông ở nhà ở đâu cô nói rồi mà nước phát rồi mà chỗ ngủ nào chỗ nào đâu. Thôi. Con bò này cả ơi. Con có máy che không? Ở trên sâu. Con có máy che không? Thôi rồi, thấy luôn. Ẩn như vậy rồi, mặt quay hoài. Nó chạy ngọt. Nhỏ này. Ở đây đâu đâu ngủ đây nè, con kèo queo. Đâu đâu. Nhớ chị ơi, chị cháu ơi. Nè, đâu này nè, cái giọng đó. Còn cái còn cái đó. Đâu 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 đâu. Thấy đâu. Thấy đó. Vậy. Quá đó. Thấy như vậy. Ừ, chỗ mát mẻ dữ ta. Đúng rồi hả? Ừ. Giờ tối mưa gió là sao? Không có đâu ơi mà. Đâu ngủ thì sao đâu? Cái giọng của ai trời? Là giọng của mối đêm này nè, đúng không? Thấy không? Nè, lông mới đang cúng này nè. Ủa rồi quần áo đâu trên đâu? Ba bộ đó, hai bộ có. Nè, có cái bóp này là đúng chỗ coi. Ngủ đây hả? Ngủ đây, ngủ đâu rồi nè? Ngủ rồi, tôi có mũi đâu, kêu mũi. Công nghiệp chúng ta. Cô nói bà cứ cầm. Nói là anh là cầm đúng quá hả? Đúng là không dậy nè. Là mệt nữa lắm mà. Nhìn ra ngồi đây coi không? Trời thấy cảnh mà chim sâu nằm giống ngủ giữa đêm trời. Cảm động quá à. Thôi ở vậy luôn ơi. Ai cho cái giọng? Bà dạ ông bằng cho. Ba bốn bữa rồi ha chim sâu. Ba bữa mà mẹ chồng cùng. Ơi mẹ có thấy cảnh này không mẹ chồng? Đó do gì vậy Út thấy cái cảnh này cho nó tội nghiệp cho nghiệp về lại đi dạ mình nói hoài mà có không mình nói là mình bà đuổi ra khỏi nhà thôi mình có tiền mình có tiền muốn nhà trọ có tiền không có tiền muốn nhà trọ không có cái trọ có tôi mướn kìa có hơn 500 mình hai cộng mình 700 không biết rồi mà đừng có nhớ tới ông Long nữa ông Long đâu có xuống ở đâu ở trển với mẹ mà đâu có xuống đây đâu quá thì nó xuống nó thăm chim sâu thôi không biết anh đừng có nói nữa bây giờ em đang buồn mà mấy anh tiếp tình chứ buồn làm chi sao ơi nói thôi nữa rồi kinh nhớ bây giờ có buồn ơi buồn không không buồn mà đuổi không phải buồn thôi ủa nãy sao nó không buồn bây giờ buồn bà nói là
nghỉ về nhà ngủ đâu không ngủ. Không nhà không cửa nói gì đâu. Nghỉ mẹ đi. Nghỉ mẹ rồi cho con vừa quên về thôi. Thôi khỏi, không cần. Má mày nói có lép mày lại mà. Nói là quay lại, mình không quay lại đâu. Mình đi không được, bữa nay mình nói rồi. Ăn giả, mình đi không về được, ăn giả. Dạ được rồi. Mình ngủ bụi, cái gì nào, vẫn cứ không qua ngày. Giống ngày xưa ha, ngày xưa của mình cũng ngủ bụi ha. Ở đây là bà con nhất. Mà lúc mà bà vợ chồng bà tiễn mình ra ngoài đường đó là bà nói cái câu nào mà có buồn nhất trong sau nói sao đâu nói gì hơn bớt cay nói gì bớt cay rồi còn nói con đi luôn đi à bà nói sao nói mày đi ra khỏi nhà tao hay sao bà bữa năm đó bà nói sao á nói lại không nói đâu thì nhắc tới buồn quay đang buồn thiệt á nói buồn là cái đùi gà nó không có buồn thôi không mà tính ra mấy là không à, là có được không cơ sao ơi bây giờ đó là anh khuyên nè ở đây không được đâu ở đây không được đâu sao ơi cái chỗ này á thực sự nhiều ở đây dân hồ có là cứu mà đúng rồi nhưng có là cứu thấy tội nghiệp cho Phụng như nó con gái dậm trường mà hả ở xương gió của này không ngủ mấy cặn ngủ cặn rồi mà nó lắp lên rồi rồi nè ngoài này nè nó có mái che đâu mưa tạt á ở cạc đâu có gọi vậy vô rồi gọi vậy không mấy sao không vô bà tám đi nó nói cho hậm dài đi về đây có vô thăm tám chưa dặn Lâm biết rồi đó gì có hỏi ông Lâm biết rồi đó đuổi mấy bà dài à ấy là có vô thăm bà chưa không trời ơi con cháu kỳ khôi trời đi vô rồi cho bà con ta biết chứ mình đã đi rồi uống này có uống nước nước đây uống rồi mới uống chung này rồi bây giờ chỉ lo cho Phụng thôi nè lo gì cái đây lo gì mình lo không vậy là không cần ai lo luôn mà lo mà nếu mà ngủ này nè tối á mà có thằng nào nó lại đây rồi sao không có đâu quen chăng hả nói chung á cũng còn mướt đó nè không kim sâu chỉ có thằng Long thôi à có thằng Long nó mới lợi thôi thì bởi vậy nhưng mà sau bây giờ nó buông ra không có ai đâu nó nãy mình nói rồi á nãy mình nói rồi nói bây giờ cô cấm không xuống đây nha ghê hả nãy mình nói rồi sao nãy mình nói Long à kêu Long xuống đây đó cô cấm không đó không xuống đây nữa gì luôn á hả còn anh biết cỡ em ở thôi em không ông có xuống đây có thằng này thôi mà chúng vợ xuống nó coi nói rồi.